Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 3 sách Cánh Diều. Bài đọc 4. Rồi bây giờ mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Hai bàn tay em. Hai bàn tay em như hoa đầu cành, hoa hồng hồng nụ, cánh tròn ngón xinh. Đêm em nằm ngủ, hai hoa ngủ cùng, hoa thì bên má, hoa ấp cạnh lòng. Tay em đánh răng, răng trắng hoa nhài, tay em chải tóc, tóc ngời ánh mai. Giờ em ngồi học, bàn tay siêng năng, nở hoa trên giấy. Từng hàng răng răng. Có khi một mình nhìn tay thủ thỉ, em yêu em quý hai bàn tay em. Tác giả Huy Cận. Phần chú thích và giải nghĩa. Ánh mai tức là ánh sáng buổi sớm. Siêng năng có nghĩa là chăm chỉ làm việc. Răng răng tức là dàn ra theo chiều ngang. Thủ thỉ có nghĩa là nói nhỏ nhẹ, vừa đủ nghe để tâm sự, bày tỏ tình cảm. Rồi tiếp theo là các em sang phần đọc hiểu. Dựa vào nội dung của bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi số 1. Hai bàn tay của bạn nhỏ đẹp như thế nào? Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video, các em xem lại bài đọc, suy nghĩ và trả lời câu hỏi này nha. Để trả lời câu hỏi này, các em dựa vào khổ thơ đầu. Các em đọc kỹ khổ thơ đầu. Hai bàn tay em như hoa đầu cành, hoa hồng hồng nụ, cánh tròn ngón xinh. Rồi như vậy là ta thấy hai bàn tay của bạn nhỏ rất là đẹp, như những bông hoa đầu cành. Những ngón tay thì như những cánh hoa tròn xinh. Rồi các em có thể tham khảo câu trả lời số 1. Hai bàn tay của bạn nhỏ như hai bông hoa hồng đầu cành. Các ngón tay như những cánh hoa nhỏ nhắn, tròn, xinh xắn. Câu hỏi số 2. Hai bàn tay thân thiết với bạn nhỏ như thế nào? Rồi các em xem lại nội dung bài đọc. Bấm tạm dừng video, suy nghĩ và trả lời câu hỏi số 2 nha. Đêm em nằm ngủ, hai hoa ngủ cùng, hoa thì bên má, hoa ấp cạnh lòng. Qua khổ thơ này thì chúng ta thấy là hai bàn tay rất là thân thiết với bạn nhỏ. Khi bạn nhỏ đi ngủ thì hai bàn tay ngủ cùng, bàn tay thì đặt bên má, bàn tay thì ấp cạnh lòng. Ngoài ra, hai bàn tay còn giúp bạn nhỏ làm được rất nhiều việc như là đánh răng, chải tóc và viết bài. Rồi các em có thể tham khảo trả lời câu hỏi số 2. Hai bàn tay rất thân thiết với bạn nhỏ. Khi bạn nhỏ đi ngủ, một tay thì bên má, một tay ấp cạnh lòng. Hai bàn tay còn giúp bạn nhỏ làm những công việc hàng ngày như là đánh răng, chải tóc, rồi viết bài. Câu hỏi số 3. Hàng ngày, hai bàn tay làm những việc gì? Chúng ta cùng xem lại bài đọc. Tay em đánh răng, răng trắng hoa nhài. Tay em chải tóc, tóc ngời ánh mai. Như vậy, hàng ngày, hai bàn tay giúp bạn nhỏ đánh răng, rồi chải tóc. Giờ em ngồi học,
bàn tay siêng năng nở hoa trên giấy từng hàng răng răng. Có nghĩa là khi bạn nhỏ ngồi học thì hai bàn tay rất là chăm chỉ giúp bạn nhỏ viết bài nở hoa trên giấy từng hàng răng răng. Nở hoa trên giấy từng hàng răng răng đó là những hàng chữ rất là xinh xắn như những bông hoa nở trên giấy xếp thành từng hàng răng răng. Rồi như vậy là hai bàn tay giúp bạn nhỏ đánh răng này, chải tóc này. Rồi hai bàn tay rất là siêng năng giúp bạn nhỏ viết bài. Viết những dòng chữ như là những bông hoa nở trên giấy từng hàng răng răng. Rồi như vậy là các em tham khảo câu trả lời số 3. Hàng ngày hai bàn tay làm những việc đánh răng, chải tóc, viết bài. Câu hỏi số 4, khổ thơ nào cho biết bạn nhỏ rất yêu quý hai bàn tay của mình? Theo em là khổ thơ nào? À, đó chính là khổ thơ cuối cùng, tức là khổ thơ 5. Có khi một mình nhìn tay thủ thỉ, em yêu em quý hai bàn tay em. Có khi ngồi một mình, bạn nhỏ nhìn đôi bàn tay mình thủ thỉ tâm sự, như là tâm sự với những người bạn. Em yêu em quý hai bàn tay em. Thì những câu thơ này cho biết là bạn nhỏ rất là yêu quý đôi bàn tay của mình. Có khi một mình nhìn tay thủ thỉ, em yêu em quý hai bàn tay em. Rồi như vậy là các em có thể tham khảo câu trả lời số 4, khổ thơ cuối cho biết bạn nhỏ rất yêu quý hai bàn tay của mình. Thể hiện qua việc là có khi bạn nhỏ ngồi một mình ngắm nhìn thủ thỉ với đôi bàn tay như trò chuyện với những người bạn thân thiết. Nhìn tay thủ thỉ, em yêu em quý hai bàn tay em. Rồi phần học thuộc lòng thì các em học thuộc lòng 3 khổ thơ đầu. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập. 1. Các em tìm từ so sánh trong các câu thơ sau. A. Hai bàn tay em như hoa đầu cành, tác giả Huy Cận. B. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan, tác giả Hồ Chí Minh. C. Ông Trăng như cái mâm vàng, mọc lên từ đáy đầm làng quê ta, tác giả Phạm Đông Hưng. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ trả lời câu hỏi này nha. Rồi câu E. Hai bàn tay em như hoa đầu cành. Như vậy ta tìm được từ so sánh trong hai câu thơ này là từ như. So sánh hai bàn tay em giống như là hoa đầu cành. Được chưa? Từ so sánh ở đây là từ như, thể hiện là giống nhau. B. Trẻ em như búp trên cành. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Trong hai câu thơ này, tác giả so sánh trẻ em như búp non ở trên cành. Vậy từ so sánh ở đây là từ như. C. Ông Trăng như cái mâm vàng mọc lên từ đáy đầm làng quê ta. Trong hai câu thơ này, tác giả so sánh ông Trăng như là một cái mâm vàng. Như vậy từ so sánh ở đây là từ như. Chúng ta kết luận từ so sánh trong các câu thơ trên là từ như. Rồi tiếp theo là các em sang phần luyện tập 2. Trong các câu thơ sau, từ so sánh được thay bằng dấu câu gì? A. Diều em lưỡi liềm, ai quên bỏ lại, tác giả Trần Đăng Khoa. B. Đêm hè hoa nở cùng sao, tàu dừa chiếc lược chải vào mây xanh,
tác giả Trần Đăng Khoa. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video, các em suy nghĩ và hoàn thành bài tập này nha. Câu E: Diều em lưỡi liềm, ai quên bỏ lại. Trong hai câu thơ này, tác giả so sánh chiếc diều giống như là lưỡi liềm. Diều em lưỡi liềm. Và từ so sánh, tác giả thay thế bằng dấu gạch ngang, thể hiện là sự so sánh ngang bằng, giống. B: Đêm hè, hoa nở cùng sao, tàu dừa, chiếc lược, trải vào mây xanh. Rồi trong những câu thơ này, tác giả so sánh tàu dừa giống như là chiếc lược trải vào mây xanh. Từ so sánh được tác giả thay bằng dấu gạch ngang. Vậy chúng ta kết luận, trong các câu thơ trên, từ so sánh được thay bằng dấu gạch ngang. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các bài học sau được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều. Rồi xin chào và chúc em học tốt.